Thưa quý vị, đình Chèm thuộc thôn Đình, xã Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội. Ngôi đình này thờ Lý Hung Trọng, một tướng tài thời vua Hùng. Đình Chèm còn có tên gọi là đền Chèm. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử cho tới nay, người dân quanh khu vực sông Hồng hàng tháng vẫn đến đây lễ, gìn giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc. Đình Chèm cách trung tâm Hà Nội khoảng 12 km về phía tây. Vào ngày rằm hàng tháng, chị Xuyến cũng như nhiều người dân tại ba làng xung quanh là làng Chèm, Hoàng Xá và Hoàng Liên lại đến đây làm lễ. Tôi mong muốn là thánh không những là phù hộ cho tôi mà tất cả người dân ở gọi là phường Thụy Phương, gọi là phường Thụy Phương của Chèm đấy, thì là được có nhiều sức khỏe, làm ăn mùa màng bội thu. Đình Chèm đã xây dựng trên 2.000 năm với lối kiến trúc nội công, ngoại quốc. Bên trong đình, các cột, mái được chạm trổ tinh vi với hình rồng cuốn thủy, rồng cuốn mây, tứ linh mang đậm nét kiến trúc thời Lê Trung Hưng thế kỷ 18. Những cuốn sách chữ Hán ghi các đạo sắc, câu đối, pho tượng thờ vẫn được gìn giữ cho đến ngày nay. Là ngôi đình duy nhất thì quay về hướng Bắc, trục hoàng đạo là theo hướng Bắc Nam. Còn nếu đứng ở trên đê này nhìn xuống thì nó tạo thành một quần thể nối tiếp nhau, như nhà nọ với nhà kia nối tiếp nhau và theo cái hình dáng là mái cong, mái vẩy, như là cái dạng cung đình. Với người dân ở đây, đình Chèm không chỉ có giá trị về mặt kiến trúc mà còn mang nhiều giá trị tâm linh. Cá nhân ấy thì mình thấy cái đình này là một nơi rất là linh thiêng, nên là mọi người đến rất là đông, ngày mùng 1 hôm rằm hay ngày lễ, ngày Tết là đến rất là đông. Và bản thân tôi đến đây tôi cũng thấy như mình đã gửi gắm được một cái gì đấy nó rất là linh thiêng, và nó cảm thấy mình được nhẹ nhàng, thanh thản hơn so với những ngày làm việc mệt mỏi. Ngôi đình Chèm ở làng Thụy Phương hiện nay ấy, thì là về nông nghiệp thì hầu như là không còn, còn một số rất ít thôi. Thế nhưng mà nhân dân ở đây vẫn là cầu xin, vẫn ra lễ ngài để cầu xin làm ăn thịnh vượng, các con các cháu đi học hành đến nơi đến chốn và làm ăn phát đạt. Mới đây, lễ hội đình Chèm đã được thành phố Hà Nội công nhận là một trong 4 di sản văn hóa phi vật thể của thành phố.